ai mà hỏi nuôi bánh bao với trứng muối có tốn gì nhiều không? Thì cũng xương xương à. Như cái đống này là đồ ăn giặt của tụi nó. Để mấy lúc mà tụi nó quậy á, thì lấy cái đống đồ ăn giặt này ra để ngồi đàm phán với tụi nó. Phải năn nỉ tụi nó đừng có phá nữa, cho ăn thì tụi nó mới ngoan. Bao nhiêu tiền lương của ông ba là đổi vô đống đồ ăn giặt của tụi nó hết. Mà mỗi lần cho ăn á, là bà nội vô kêu đồ ăn bà nội mua có ngon không mấy đứa. Rồi bên này á là cá ngừ nè, thịt bò nè, cá hồi sấy, xong rồi thịt heo sấy nữa. Mà công nhận lẹ ghê luôn, quay qua quay lại là hôm nay trứng muối nó về nhà mình được 3 tuần rồi đó. Bữa giờ là bà nội được hai đứa cháu bồng bế mỏi tay luôn. Chỉ có điều là rót vốn với hai tụi nó hơi tốn thôi. Ngoài mấy cái đồ ăn giặt ra thì là một tủ thịt đông, thịt xay xong rồi ba tê các kiểu. Chưa hết đâu, ở ngoài cửa còn một giỏ hạt với ba tê nữa. Rồi đi lên cầu thang á là mấy cái bao hạt 20kg vậy nè. Bây giờ nhà mình á mỗi góc là mỗi đồ ăn của tụi nó luôn á. Mà trứng muối nó còn nhỏ, chưa phân biệt cái nào nên ăn cái nào không nên ăn á. Cứ bông gòn ở trong nệm là lôi ra phá quá trời luôn. Bị bắt quả tang chửi là xuống kêu anh bánh ba bảo vệ. Anh bánh ba ơi cứu em, mới cắn hư cái nệm mà ông ba dòm dữ. Rồi nhiều khi nó cắn giày dép của bà nội nữa. Mẹ mình cũng nhức đầu với tụi nó dữ lắm. Đã huyết áp cao còn đau xương khớp nữa. Nên cứ có cơ hội là mình đặt mấy cái thực phẩm chức năng bên nước ngoài về cho mẹ mình dùng. Để hối lộ trước, lỡ trứng muối nó có cắn hư thêm cái giày nào của mẹ tôi thì cũng đỡ ra khỏi nhà. Cái này là viên uống bổ khớp của Mufree. Để mấy lúc mà thời tiết thay đổi á, mấy cái trứng viêm khớp cũng đỡ hơn nhiều. Mà hàng của Mỹ nữa nên cũng an tâm. Sẵn tiện mấy bữa nay đang hot cái vụ bánh mochi chấm kem sữa, cũng order và 4 hộp ăn thử. Sẵn tiện cho mẹ tôi ăn chung luôn. Dù gì cách để lấy lòng phụ nữ nhanh nhất vẫn là qua đường ăn uống mà. Rồi thấy mấy cái đồ ăn ngon ngon là vui dữ lắm. Bánh ba nó thấy mấy cái đồ ăn thơm là cũng đi qua xin ăn. Mà ai nghĩ ra mấy cái món này độc lạ ghê. Hồi xưa là có bánh su kem mình cũng thèm, bây giờ là bánh mochi chấm kem sữa. Ê mà ai chưa ăn á đặt về ăn thử đi. Công nhận ăn rất là cuốn luôn á. Cái phần mochi nó dẻo dẻo, rồi cái phần kem lạnh béo ngậy nữa. Tranh thủ ăn chứ để lát nữa giặt dậy là mệt.